Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và đấu giá đất khu đô thị 3 tháng 2. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở kế hoạch đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, tư pháp và Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Theo kế hoạch số 239 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 tại thành phố Vũng Tàu, có 3 dự án nhà ở xã hội gồm nhà ở xã hội tại phường 10, quy mô 4,7 hectare, nhà ở xã hội tại phường 12, quy mô 5,87 hectare và nhà ở xã hội tại phường 10, quy mô 0,4 hectare. Hiện 2/3 dự án đang chậm tiến độ thi công, nguyên nhân là do dự án chồng lấn với các dự án hạ tầng kỹ thuật khác, hay dự án chưa lấy ý kiến tác động từ cơ quan, đơn vị liên quan trước khi phê duyệt. Trước những khó khăn vướng mắc trên, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch, sau đó gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện. Đối với việc đấu giá đất khu đô thị 3 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Vũng Tàu sớm hoàn thành phê duyệt 1/500 để các sở ngành liên quan lên kế hoạch phương án đấu giá khu đất.